Hello, xin chào mọi người nhé. Hôm nay tôi sẽ thực hiện chế tiếp mạch Bluetooth cho cái âm ly này các bạn nhé. Đây là mạch Bluetooth tôi mua trên mạng nhé các bạn nhé. Mạch này có thể phát nhạc qua USB này, nhà MP3 này, FM này các bạn này, Bluetooth này và thẻ nhớ này. Đây các bạn nhé, đây là màn hình hiển thị. Cái này tôi mua trên các trang thương mại điện tử nhé. Và đây là điều khiển của nó. Giá dao động từ 50 đến 100 nghìn nha các bạn nhé. Các bạn lên các trang thương mại điện tử, các bạn tìm là mạch giải mã Bluetooth MP3 này. Các bạn ở trên các trang điện tử họ sẽ bán rất nhiều. Và tôi sẽ chế vào cái âm ly này các bạn nhé. Về cái âm ly này thì mặc định các âm ly thông thường ấy thì nó sẽ có khoảng 4 đường vào các bạn nhé. Bao gồm phía trước là hai đường vào của mic này các bạn này, mic 1 và mic 2 này. Và phía sau là hai đường vào nữa các bạn nhé. Đây. Và hai đường vào phía sau nữa các bạn này. Đây, đường A và đường B đây. Music này, đường music nhé. Đây, ví dụ như đường A này, chúng ta màu trắng này, màu đỏ đây, chúng ta cắm vào đây. Và đường này chúng ta kết nối lên điện thoại, kết nối vào điện thoại nhé. Và chúng ta chọn đường vào và chúng ta phát nhạc. Tương tự như thế thì ở phía trước thì chúng ta có hai đường mic để chúng ta hát karaoke. Đây, hai đường mic đây. Đây là đường vào của mic các bạn nhé. Thì tôi sẽ chế mạch Bluetooth này vào đường đường input A, B nhé. Hai đường AB ở phía sau các bạn nhé. Về cái mạch Bluetooth này thì nó chúng ta có hai loại jack nha các bạn nhé. Đây là jack nguồn này. Tôi sẽ không trích nguồn ở trong mạch ra nhé. Ở trên mạng thì cũng có video các bạn chế là trích câu nguồn từ bo mạch của âm ly ra. Chúng ta không biết cách trích thì có thể là nó ù, nó nhiễu. Thì tôi sử dụng cái nguồn 12V này luôn các bạn nhé. Đấu sau công tắc và đấu vào hai cái đường này. Đường này là âm dương đây các bạn này. Còn đây là tín hiệu âm thanh này. Đây là tín hiệu anten các bạn nhé. Đây là đường tín hiệu ra nhé. Sau khi giải mã âm thanh từ mạch này ra thì nó đưa ra cái này, thì chúng ta sẽ câu vào cái đường đường line của phía sau đấy, đường A hoặc đường B ấy. Chúng ta chọn luôn đường A nhé các bạn nhé, lấy luôn đường A nhé, thì nó sẽ vào đường A của đường âm thanh bên sau ấy. Thì cái jack mà tôi vừa cắm đấy, đường A ấy, thì chúng ta sẽ cho nó vào đây. Cái mạch này tôi sẽ gắn vào mặt trước này các bạn nhé. Có thể là phía này luôn, dưới cái volume này luôn này. Cái chỗ này thì hơi chật. Đây các bạn này, có thể là ở đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tháo cái âm ly ra. Chúng ta sẽ tháo các ốc xung quanh của âm ly ra các bạn nhé. Tôi sẽ dùng trực tiếp bộ đổi nguồn nhé, không câu điện từ mạch nữa. Bởi vì tôi không chuyên ngành lắm nên tôi cũng không câu từ đây ra nữa. Tại vì có những bác có chuyên ngành thì các bác sẽ câu điện trực tiếp từ bo mạch này ra. Tuy nhiên tôi sẽ dùng cái nguồn này để về trong này, tại vì ở bên này nó vẫn còn rộng lắm. Tôi sẽ để bên trong. Đây. Đây, sau khi tháo xong nhé, thì chúng ta sẽ phân tích đường vào để chúng ta câu điện 220 cấp nguồn cho cái bộ đổi nguồn này nhé, để ra 12V nhé. Đây, điện 220 vào này, sau công tắc các bạn nhé. Đây là công tắc bật tắt này. Sau công tắc nó sẽ ra cầu chì các bạn nhé. Đây, tôi tách đường ra luôn. Đây các bạn này, điện vào này, sau công tắc này, bật tắt này, ra cầu chì này các bạn này. Cầu chì thì tôi sẽ câu sau cầu chì các bạn nhé. Để an toàn thì tôi sẽ câu sau cầu chì này, một đường này. Và một đường tiếp theo tôi sẽ lấy trực tiếp từ cái jack màu đỏ ra các bạn nhé, để đấu ra nguồn nhé. Đây, tôi sẽ dùng dây điện và ổ cắm này. Đây, để câu nguồn 220 ra các bạn nhé. Về phần này chúng ta hết sức lưu ý nhé. Ở cái ổ cắm này thì chúng ta đấu thật là chắc chắn nhé. Bởi vì điện 220 nó sẽ trực tiếp ra đây. Nếu mà trong trường hợp mà nó bị trượt dây này hoặc tuột ra thì nó có điện 220 rất nguy hiểm nhé các bạn nhé. 220V đây thì chúng ta đấu
làm sao cái ổ cắm nó thật là chắc chắn nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhé, đấu cái ổ cắm này thật là chắc này. Và chúng ta sẽ hàn 220 vào đây để chúng ta lấy nguồn. Và chúng ta đổi ra 12V bằng cách đơn giản thế này thôi các bạn nhé. Tôi mô tả qua nguyên lý nhé. Điện 220 vào qua công tắc này và sau cục chì nhé, và một đường vào đây nhé. Đây, và chúng ta sẽ dùng bộ đổi nguồn 220 đây xuống 12V nhé các bạn nhé, để cấp cho mạch hoạt động nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái lỗ này nhé các bạn nhé, cắt ở mặt trước nhé, để gắn cái mạch Bluetooth này vào trước này. Ta lưu ý nhé, cắt bằng cái viền bên trong này, viền bo này, đây này. Chiều dài bằng cái viền bo nhé. Và chúng ta sẽ dán lên đây để chúng ta cắt cái mặt này nhé, mặt này là kim loại các bạn nhé. Yeah, tôi sẽ cắt một lỗ trên cái mặt này nhé các bạn nhé. Tiếp theo ta sẽ dùng máy cắt để chúng ta cắt, máy cắt kim loại các bạn nhé. Cái mặt này nó là kim loại, mặt kim loại. Các bạn này, GND này, đường này là chân mát nhé. Còn OR là bên phải này, OL là bên trái này. Tôi hàn ra ba cái dây này này, xác định được dây mát ở giữa nhé các bạn nhé. Dây mát ở giữa là màu đen này. Còn đây hai dây trái phải tôi hàn màu đỏ nhé các bạn nhé. Đây, theo chiều này, ra âm thanh nhé. Các bạn này, ba cái này chúng ta sẽ đấu ra đường A. Đây các bạn này, đường A ở phía bli đấy các bạn nhé. Đường A tôi vừa tháo cái tấm này ra. Đây trên đây đường A này các bạn này. Đi xuống dưới đây, đây nhá. Đây là chân mát này. Chân này là trái, chân này phải nhá các bạn nhá. Trái phải hai bên này. Và chân mát ở giữa đây. Chúng ta hàn vào đây nhá. Đây nhá, chân này ở chân mát ở giữa ta hàn ở giữa nhá. Bạn nhé, tôi hàn xong ba chân này nhé các bạn nhé. Đây nhé, bây giờ chúng ta lắp lại. Ta xác định chân cấp nguồn cho mạch nhé. Ta cắm dây nguồn vào này. Đây là dây nguồn 12V nhé các bạn nhé. Chân dương bên ngoài này đây nhé các bạn nhé. VCC nhé, 12V này. Đây chân dương dài nhé, chân âm ngắn nhé. Và tiếp theo là cái bộ nguồn này các bạn này. Bộ nguồn này cấp cho mạch Bluetooth này. Thì tôi sẽ cắt đầu này ra nhé. Và ta hàn chân âm dương vào đây nhé. Thông thường cái đường màu trắng đứt quãng này là dây dương các bạn nhé. Đây đa số nguồn adapter là cái dây màu trắng này, đứt quãng này. Đây này, là dây dương các bạn nhé. Để đảm bảo cho chắc chắn thì sau khi tôi cắt ra tôi sẽ đo để xác định cho chắc chắn nhé, để ta hàn vào đây nhé các bạn nhé.
chúng ta cắt này. Bên này thì dây dương tôi sẽ cắt ngắn hơn dây âm các bạn nhé. Và chúng ta cùng cắm điện để đo nhé. Dương đây này, ta để dây này, đây là âm này. Các bạn nhé, đúng chiều nhé, âm dương nhé. Dây dương màu trắng, trắng đứt quãng các bạn nhé. Tôi sẽ hàn dây dương trước các bạn. Và tiếp theo tôi cắm điện để thử mạch nha các bạn nhé. Sau khi hàn xong tôi cắm điện thử test này. Đây các bạn nhé, mạch đã hoạt động rồi các bạn này. FM này, Bluetooth này. Đây các bạn này. Đây nhé. Bây giờ chúng ta sẽ ráp cái mặt này vào nó đây. Sau đó chúng ta cắm điện vào hoạt động nha các bạn nhé. Tín hiệu âm thanh này, ta đã hàn xong này. Ta luồn qua đây nhé. Đây là dây nguồn này. Ta cắm đúng chiều nhé. Đây anten để bắt sóng FM ấy. Thì ta không cần hàn nữa, để nguyên ấy. Và chúng ta lắp vào thôi. Chúng ta lưu ý nhé, khi lắp này tránh cái những cái linh kiện này chạm xuống cái vỏ sắt này các bạn nhé. Thì tôi sẽ dán một lớp băng dính ở đây để cho cách điện luôn. Đây, để tránh cho cái vỉ mạch này nó chạm xuống cái vỏ sắt đây các bạn nhé. Thì tôi quấn thêm một lớp băng dính cách điện vào phía tiếp xúc với vỏ ống ly này. Các bạn cứ quấn không vấn đề gì đâu. Cái này nó chỉ là băng dính cách điện thôi các bạn. Đây các bạn nhé. Sau đó chúng ta ráp vào đây. Và trong khi ráp vào vận ốc chúng ta kiểm tra một lần nữa xem cái mạch nó có chạm vào cái vỏ không các bạn nhé. Đây, có độ hở rồi các bạn nhé. Cái vỉ mạch này nó có chạm vào vỏ không? Nếu mà chạm vào vỏ là nó linh kiện nó sẽ gây ra hỏng các bạn. Sau đó chúng ta cắm vào ổ cắm mà chúng ta đấu trực tiếp sau công tắc các bạn nhé. Đây là 220 này. Qua bộ đổi nguồn này xuống 12V này các bạn này. Tôi quấn băng dính vào đây nha các bạn nhé. Quấn một lớp băng dính vào đây. Rồi. Các bạn cũng có thể biết về kỹ thuật, các bạn cũng có thể câu ở trong mạch ra nhé. Đo mạch và câu ra, nhưng tôi dùng luôn cái bộ 12V này. Để cho nó chống nhiễu luôn. Coi như là cái nguồn, một cái nguồn cách ly riêng biệt luôn cho cái mạch Bluetooth này. Đấy, sau đó chúng ta để gọn dây, kiểm tra lại một lần nữa xem các dây có chạm vào vỉ mạch hay không. Đấy các bạn. Trước khi chúng ta đấu lại thì tôi sẽ cắm điện. Đây. Rồi. Bật thử nguồn nha các bạn nhé. Bật nguồn này, đèn nguồn lên này. Đây, Bluetooth cũng lên này. Đây các bạn nhé. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta ráp lại và thử test âm thanh thôi. Ok, sau khi lắp ráp xong thì tôi đấu vào hai quả loa hai bên này và một quả loa sắt này. Chúng ta thử tín hiệu nhé. Bật nguồn lên. Đây, đồng nghĩa với mạch Bluetooth cung cấp nguồn cho mạch Bluetooth qua cái công tắc nguồn này các bạn nhé. Đây nhé, Bluetooth đây nhé, kết nối này. Ok này. Đây, thiết bị âm thanh đã kết nối các bạn nhé. Đây, ta mở YouTube nhé. Đây. Tôi sẽ mở nhạc ở thư viện YouTube cho các bạn xem nhé.
Ngoài ra các bạn cũng có thể hát karaoke được nha các bạn nhé, bằng cách cắm mic vào đường mic để chúng ta hát karaoke này. Đây, tôi sẽ thử bằng cái mic này để hát karaoke qua Bluetooth luôn nha các bạn nhé. Alo, 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 alo. Mùa mưa lần trước anh về đây thăm tôi.